Rồi chào các bạn nha. Hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn những các cái mẫu lồng đựng bẫy đựng đựng chuột hoặc sóc của mình nha các bạn. Lồng làm sẵn cho bạn luôn. Nó có ba cỡ nha các bạn. Cái này bự nhất nè. Đó, cái cỡ bự nhất của mình đo cho bạn xem nha. Bốn mươi lăm, 46 cm nhưng mà hơn 45 cm, 36. Rồi cái này rộng 36, dài 46 nha các bạn. Cao 15, cao 14 cm. Ha. Đó là mẫu bự nhất. Mẫu thứ hai. Mẫu hai nha các bạn, nhiều coi cho chắc. 40 nha các bạn, 39 nè. Nói chung là cái này là cái kích thước nó là 30 40 nha các bạn. Còn cái nhỏ nhất là 26. Em 6 bằng 6 nha các bạn. Kích thước nhỏ nhất là 26 bằng 6, cái thứ hai á là 30 40, cái thứ ba là bằng 6 46 nha các bạn. Bạn nào cần lượng chuột sóc nhiều gì thì cứ canh theo cái kích thước mình mua. Cái nhỏ nhất thì chắc đựng được khoảng 4-5 kg gì bạn. 4-5 kg, 4 kg thì phải ra, 5 kg cũng được. Còn cái này thì chắc đựng được 6 kg, cỡ 6-7 kg. Cái bự thì đựng cái chục ký nha các bạn. Các bạn cần cái loại nào thì cứ liên hệ mình, số điện thoại mình là 0936 059 090. Mình ship hàng toàn quốc nha.